nàng đến với người ta, bởi anh thiệt thà mắc lừa một phen, bởi anh nhẹ dạ ngậm đắng mình ơn. Giờ đây tình buồn thắt hiu, áo cá tiêu điều, đau xót trong lòng nghe ai đàn bên sớm, con nước ngược dòng sông tím trái mù ô, tiếng chim làm bầy mỗi mòn tình anh. Áo cá còn đây, gió ru nhắc lại chuyện cái ao, lòng anh bỗng thấy nao nao. Nhắc lại chuyện cái ao, lòng anh bỗng thấy nao nao. Nhắc lại chuyện cái ao, sao lòng anh bỗng thấy buồn. Cao Trí, Nhã Minh vẫn sẽ luôn là những người bạn đồng hành giúp cho quý vị gửi những yêu thương qua những ca khúc nhé. Và thưa quý vị, chương trình do chi nhánh kênh VOV FM 89MHz tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Đến đây, biên tập viên Như Ý, Nhã Minh, Cao Trí cùng nhóm thực hiện chương trình mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Những kiến thức mới nhất về y tế và chăm sóc sức khỏe, những thông tin nóng về những vụ việc liên quan tới môi trường và an toàn thực phẩm đang được đông đảo người dân quan tâm. Tất cả đều có tại VOV FM 89, kênh chuyên biệt về sức khỏe và an toàn thực phẩm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV FM 89, chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn.